Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Công lý nhãn tiền. Nữ trung tá tàn bạo của Nga trúng HIMARS nổ tung tại chỗ. Hôm thứ Năm mùng 4 tháng 8, các phương tiện truyền thông Nga cho biết một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đã giết chết một nữ trung tá người Nga. Trung tá Olga Kursa Kachura, 52 tuổi, thường được gọi là Kursa, đã chết ngay tức khắc sau khi một hỏa tiễn Ukraine bắn trúng xe của cô khi cô đang lái xe ở thành phố Holika, thuộc vùng Donetsk của Ukraine. Margarita Simonian, người đứng đầu mạng RT cho biết, Kursa huyền thoại đã chết ở Holika. Cầu mong cô ấy yên nghỉ. Trung tá Olga Kachura, nổi tiếng vì thường khoe khoang trên các phương tiện truyền thông của Nga về việc cô ta thích giết người Ukraine như thế nào và quân đội của cô ta đã bắn vào dân thường ở Donbass ra sao. Olga Kachura đã trở thành nữ sĩ quan cao cấp đầu tiên của Nga thiệt mạng. Tờ Mạc Tư Khoa Thời báo cho biết Olga là trung tá trung đoàn trưởng pháo binh phụ trách 140 xạ thủ. Đơn vị của cô đã bắn vào dân thường ở vùng Donbass và Kachura sau đó khoe rằng cô rất thích giết người Ukraine trong các cuộc phỏng vấn trên các kênh tuyên truyền của Điện Cẩm Linh. Olga có cha mẹ đều là người Nga, được Liên Xô cài cắm sang Ukraine. Cô ta sinh tại Ukraine và từng làm việc trong sở cảnh sát Holika của Ukraine trước khi vùng này bị Nga chiếm đóng vào năm 2014. Trong cuộc họp báo sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 8, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết cô ta đã đào tẩu sang Nga vào năm 2014 sau khi ông Putin kích động một cuộc nổi dậy ở Donbass. Theo các lực lượng vũ trang Ukraine, cô thường cải trang thành một thành viên của lực lượng Ukraine để thực hiện các tội ác chiến tranh nhằm làm mất uy tín của họ. Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng Olga là kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của dân thường trong các vụ pháo kích vào các thành phố ở vùng Donbass. Vì điều này, cô bị kết án 12 năm tù trong một phiên xử vắng mặt. Olga trở thành một trong những sĩ quan cấp cao mới nhất của Nga bị giết ở Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Nga đang thực hiện một cuộc xâm lược tàn bạo vào Ukraine và đã vấp phải các phản ứng quyết liệt của các lực lượng Ukraine đang nỗ lực bảo vệ đất nước của họ một cách anh hùng. Kachura được ghi nhận là sĩ quan thứ 97 được tường trình đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Ông Putin đã truy phong Olga danh hiệu Anh hùng Nga là phần thưởng cao quý nhất của Điện Cẩm Linh vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của cô ấy được thể hiện trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Olga là một người rất nổi tiếng ở Nga, không giống như một số nước phương Tây, phụ nữ Nga rất hiếm khi gia nhập quân đội. Đã gia nhập quân đội còn hoành hoang, khoe khoang, thú tính, muốn giết người thì càng hiếm hơn nữa. Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, Putin đi dạo chụp hình là Putin giả. Putin nằm thở phì phò là Putin thật. Quan chức tình báo hàng đầu của quân đội Ukraine tuyên bố rằng những kẻ đóng giả ông Putin có đôi tai rất khác với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông ta đã khai triển các cuộc dạo chơi công khai gần đây để che giấu các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Giám đốc tình báo quân đội Ukraine, Thiếu tướng Kirill Budanov đã cho biết như trên trong một chương trình truyền hình và các cuộc phỏng vấn với các nhà báo. Ông nhấn mạnh rằng chỉ cần nhìn vào đôi tai của ông Putin trong một số lần xuất hiện trước công chúng, người ta có thể nhận ra dễ dàng trò đóng giả này. Những hình ảnh này cho thấy đôi tai rất khác nhau, giống như dấu vân tay. Tai của mỗi người là duy nhất. Nó không thể được lặp lại, ông nói với tờ Newsweek. Nhưng ông Budanov nói rằng còn nhiều điểm dị biệt khác nữa. Cơ thể của ông Putin thật và những kẻ đóng giả Putin có những thói quen khác nhau, cách cư xử khác nhau, dáng đi khác nhau, thậm chí đôi khi cả chiều cao khác nhau nếu bạn nhìn kỹ, ông nói. Lý thuyết của tướng Budanov về những người đóng thế không phải là lần đầu tiên được đưa ra. Vào năm 2018, tờ The International Business Times
gọi đây là một trong những thuyết âm mưu hợp lý một cách bất thường. Khi một người dùng Twitter trích dẫn ba bức ảnh chụp Putin xuyên thời gian để gợi ý rằng cựu điệp viên KGB trên thực tế là ba người khác nhau. Theo tướng Budanov, trong một số bức ảnh, người ta thấy mặt của ông Putin sưng vù lên. Nhưng những bức ảnh khác lại thấy nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh tươi tắn và tràn đầy sức sống, đến mức khiến nhiều người nghi ngờ đối với những báo cáo cho rằng ông Putin đang ốm nặng. Người đứng đầu CIA cũng như đứng đầu MI6 của Anh đều tỏ ra nghi ngờ về những báo cáo như thế khi tuyên bố tại diễn đàn an ninh Aspen vào tháng trước rằng nhà lãnh đạo Nga dường như khá khỏe mạnh. Tình hình chiến trường phía nam Ukraine. Trong bản báo cáo sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, ở phía nam, lực lượng vũ trang Ukraine loại khỏi vòng chiến 47 binh sĩ Nga, 7 đơn vị thiết bị của đối phương. Tình hình trong vùng tác chiến của hướng Nam Bồ rất phức tạp và manh động, nhưng các lực lượng phòng thủ đã kiểm soát được. Các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào các huyết mạch vận tải và các tuyến đường hậu cần của quân đội Nga trong các vùng lãnh thổ Kherson bị tạm chiếm. Vào đêm ngày 4 tháng 8, quân xâm lược tiếp tục nã pháo vào các vị trí của Ukraine và các địa phương đông dân cư trong tầm bắn của pháo binh và sử dụng các hệ thống hỏa tiễn đóng tại Crimea tạm thời bị chiếm đóng. Đặc biệt, quân đội Nga đã bắn hỏa tiễn chống hạm Konik từ Crimea vào khu vực Odessa vào ban đêm và phát nổ trên không khi bị trận đánh. Vùng Mykolaiv nằm dưới làn đạn hệ thống hỏa tiễn hàng loạt của Smersh. Các hỏa tiễn lao vào các khu vực trống của quận Berezne-Huvate và Bastanka. Không có thương vong hoặc thiệt hại được báo cáo. Những kẻ xâm lược cũng tấn công quận Centrani của thành phố Mykolaiv, phá hủy các cơ sở không phải là các khu dân cư tập trung, làm hư hại khoảng 10 ngôi nhà và lưới điện. Một quả hỏa tiễn chưa nổ đã rơi trúng giữa đại lộ Centrani, không có thương vong được báo cáo. Theo Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam, 11 tàu và thuyền của hạm đội Nga tiếp tục thực hiện các cuộc diễn tập ở khoảng cách xa tầm với của hỏa tiễn ở Hắc Hải ngoài khơi Crimea theo hướng thành phố Novorossiysk. Đối phương có 16 tàu sân bay hỏa tiễn Caliber và 3 tàu đổ bộ lớn trong tình trạng báo động. Quân đội Ukraine chiếm lại 2 khu định cư ở miền đông Ukraine. Trong bản báo cáo sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã giải phóng 2 khu định cư ở miền đông Ukraine trong mấy ngày qua. Trung tá Oleksiy Romo, Phó Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói, quân đội của chúng ta đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình và tiến sâu vào các tuyến phòng thủ của đối phương bên ngoài các khu định cư Mazanika, Braskika, Sulihika và Dmitrika. Họ đã giải phóng 2 khu định cư Mazanika và Dmitrika. Trung tá Oleksiy Romo nhận định rằng kế hoạch tác chiến của hai đại tướng Alexander Pavlovich Lapin và Sergei Vladimirovich Suvorikin đã được các phương tiện truyền thông Nga đánh bóng, xem ra đã thất bại nặng nề. Không những chẳng chiếm được thêm một lãnh thổ nào, quân Nga còn đang mất dần những gì họ đã chiếm được. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 5 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có một cuộc họp với Putin để báo cáo về chiến thắng tại Lysychansk. Thay vì nhận được những lời khen ngợi, Sergei Shoigu đã nhận được một tin bất ngờ như gáo nước lạnh tạt vào mặt. Putin nói, hôm nay, Đại tướng Alexander Pavlovich Lapin và Đại tướng Lục quân Sergei Vladimirovich Surovikin cũng đã báo cáo với tôi về tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao và các đề xuất của họ về việc phát triển và các chiến dịch tấn công tiếp theo. Hai đại tướng Alexander Pavlovich Lapin và Sergei Vladimirovich Surovikin đã báo cáo vượt cấp thẳng cho Putin mà không qua Sergei Shoigu. Các phương tiện truyền thông Nga không thích Shoigu tung hô tin tức này và bày tỏ hy vọng tràn trề vào chiến lược mới. Tuy nhiên, sau gần 2 tuần Nga tấn công theo kế hoạch mới, ông Richard Moore, người đứng đầu Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh gọi tắt là MI6, nói
Nga vẫn vô kế khả thi, thậm chí sắp cạn kiệt sức lực, và khi lực lượng của họ mệt mỏi, Ukraine sẽ có cơ hội đánh trả. Người đứng đầu NATO: chúng ta đang chứng kiến sự tàn phá chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, liên minh quân sự không thể thờ ơ với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo mà Nga đang gây ra cho Ukraine. Ông nói trong một bài phát biểu tại Na Uy hôm thứ Năm, chúng ta đang chứng kiến những hành động chiến tranh, tấn công dân thường và sự tàn phá chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến. Ông Stoltenberg cho biết, NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, đồng thời ca ngợi liên minh này đã đi trước trong việc chấp nhận Phần Lan và Thụy Điển là thành viên mới của mình. Một vài giờ trước, Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn các giao thức gia nhập. Điều này đưa đến con số 23 đồng minh hiện đã phê chuẩn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Cho đến nay, đây là quá trình gia nhập nhanh nhất trong lịch sử hiện đại của NATO. Ông cũng thừa nhận sự hỗ trợ của NATO đối với Ukraine phải trả giá đắt. Chúng tôi phải trả giá cho sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine. Đối với quân đội, nhân đạo và hỗ trợ tài chính, đối với các lệnh trừng phạt đã dẫn đến lạm phát gia tăng và giá cả cao hơn ở các nước của chúng tôi. Nhưng hãy nhớ rằng, cái giá mà chúng ta phải trả có thể được tính bằng tiền, nhưng cái giá mà Ukraine phải trả được đo bằng mạng sống của con người. Hàng trăm người đã bị giết hoặc bị thương mỗi ngày. Stoltenberg cho biết, NATO không thể cho phép Nga thành công ở Ukraine. Một thế giới mà bài học cho Putin là ông ấy đạt được điều mình muốn bằng cách sử dụng vũ lực quân sự, cũng là một thế giới nguy hiểm hơn đối với chúng ta. Nếu Nga thắng trong cuộc chiến này, điều đó sẽ xác nhận rằng bạo lực là có hiệu quả, bạo lực dẫn đến thành công. Một chiến thắng của Putin tại Ukraine sẽ suy tôn bạo lực. Sau đó, các nước láng giềng khác có thể là những nạn nhân tiếp theo. Thêm 3 tàu ngũ cốc dự kiến sẽ rời cảng Ukraine vào thứ Sáu. Chính phủ Ukraine và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 3 tàu nữa dự kiến sẽ rời các cảng của Ukraine vào thứ Sáu đầy áp ngũ cốc. Oleksandr Kubrakov, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết trên Facebook rằng từ 5 đến 8 giờ sáng, hai tàu dự kiến sẽ khởi hành từ cảng Chernomorsk và một từ cảng Odessa. Sau đó, một đoàn lữ hành sẽ được hình thành cùng với con tàu dẫn đầu sẽ rời cảng Odessa. Ông cho biết 3 tàu chở hàng sẽ cùng nhau chở hơn 50.000 tấn ngô Ukraine. Chúng tôi hy vọng vào sự chuyên nghiệp của tất cả những người có liên quan, Kubrakov nói. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar xác nhận 3 tàu sẽ ra khơi dưới sự bảo trợ của thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Nga và Ukraine ký vào ngày 22 tháng 7. Kết quả của sự phối hợp và làm việc căng thẳng tại Trung tâm Điều phối chung, 3 tàu dự kiến sẽ ra khơi từ các cảng của Ukraine. Ngoài ra, một tàu chống dự kiến sẽ di chuyển đến Ukraine sau khi được kiểm tra tại Istanbul, Akar nói. Zelensky nói không có gì có thể biện minh cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga ở Ukraine. Trong bài phát biểu hàng đêm gửi quốc dân đồng bào, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định không có gì có thể biện minh cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga ở Ukraine. Hôm nay, những kẻ khủng bố Nga một lần nữa nổ súng vào Toretsk, vùng Donetsk, đánh vào trạm dừng phương tiện giao thông công cộng. 8 người chết, 3 trẻ em nằm trong số những người bị thương. Các tòa nhà dân cư bị hư hại do mảnh đạn và sóng nổ. Đó là những tòa nhà cao tầng bình thường. Nhà thờ Saint Barthélemy cũng bị hư hại. Linh mục bị thương. Tổng thống lưu ý rằng đó là một cuộc tấn công có chủ ý của quân xâm lược Nga, một hành động khủng bố khác, hoàn toàn có tính toán. Zelensky nói, họ biết họ sẽ đánh vào đâu và rõ ràng là họ muốn mọi người bị thương. Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh rằng không có báo cáo rõ ràng và kịp thời từ một số tổ chức quốc tế liên quan đến vụ này và hàng nghìn tội ác khác của những kẻ khủng bố Nga.
Hôm nay chúng tôi đã thấy một báo cáo hoàn toàn khác của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Rất tiếc là họ đang cố ân xá cho quốc gia khủng bố và chuyển trách nhiệm từ kẻ xâm lược sang nạn nhân. Không có thể, ngay cả về mặt giả thuyết, bất kỳ điều kiện nào mà theo đó một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trở nên chính đáng. Các cuộc tấn công chống lại nhà nước của chúng ta là khủng bố vô cớ, xâm lược và công khai. Và nếu ai đó đưa ra một báo cáo trong những đánh đồng nạn nhân và kẻ xâm lược, nếu một số dữ liệu về nạn nhân được soi mói và những gì kẻ gây hấn đang làm vào thời điểm đó lại bị bỏ qua, thì điều này không thể dung thứ được. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.